Trong thông cáo phát đi mới đây, Bộ Tài chính cho biết Bộ chưa xây dựng dự thảo luật đối với tài sản là nhà đất. Theo Bộ Tài chính, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ, Bộ đang đề nghị các bộ ngành địa phương và các tổ chức có liên quan tổng kết đánh giá tác động về tình hình thực hiện luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Hiện nay, Bộ Tài chính chưa xây dựng dự thảo luật để lấy ý kiến của các tổ chức cá nhân trước khi trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội. Được biết, trên cơ sở kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định. Theo đó, giao Bộ Tài chính nghiên cứu, rà soát luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Thời hạn báo cáo Chính phủ chậm nhất trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất trước ngày 30 tháng 12 năm 2022. Trên cơ sở vướng mắc của các bộ ngành địa phương và tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, Bộ Tài chính sẽ tiến hành tổng kết đánh giá quá trình triển khai thi hành các luật nêu trên để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan tới bất động sản, báo cáo cấp có thẩm quyền theo đúng tiến độ quy định tại quyết định số 2114 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Các chính sách này phải đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến tài sản và đặt trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021-2030.